Đấy, chỗ này nó đỡ bị đi xuống rồi nha. Thả lỏng cổ, cắn cái hàm vào nhau, buông ra thì phải gật xuống. Đúng. Rồi, cười. Yeah. Phần bên này lên chưa? Dạ đúng chưa? Rồi ạ. Cắn cái hàm, gồng cái cổ lên chút. Đúng rồi. Rồi, nhìn lại nào. Tốt hơn chưa? Vâng. Đúng rồi, nhìn đi. Nó cân hơn nữa. Được rồi, nhanh không? Cắn hàm nữa nha, thả lỏng cái cổ. Nào, nhìn mặt nào. Nhìn hơn chưa? Đấy. Thế nhưng mà là lúc đầu làm sao mà mẹ biết cô? Mẹ nó thấy trên mạng ra. Thế à? Trước mới làm được có một buổi. Chưa? Cân đối lên chưa? Ừ. Cười nào. Đấy, thấy cái miệng nó đỡ rồi chưa? Rồi ạ. Đi gạo. Khó. Thế nếu mà ít nữa là cháu đi Úc là đi các bạn đi mấy năm, 4 năm ạ? À? Dạ vâng ạ. Bên người nhà có ai học ở Úc chưa? Có người, người quen ạ. Hả? Có người quen ạ. Người học rồi thì bây giờ mình sang đấy cũng học cùng trường đấy hả? Dạ, cũng chưa thi, chưa biết ạ. À, có thi hả? Vâng. Há miệng nha. Há to. Có nhìn thấy răng bên này nó thúc vào không? Bên này nó cũng đổ vào nhưng nó vẫn bị xoài cái hàm răng này không? Há nè. Bên kia đổ vào nhiều quá. Nào, cười. Xinh chưa? Thấy chưa? Đấy, nếu không thì người ta tưởng là chuyện đùa. Nha. Nào, há nào. Cái này, chỗ cái này nó đổ vào này. Làm cho nó mở ra. Ngậm vào. Ngậm sát vào mà nhau. Đúng rồi. Cười. Thấy căng chưa? Vâng ạ. Đây này, cái chỗ này đổ vào thêm chỗ này tí nữa này. Ngậm. Ngậm vào. Đúng lắm, đùa đâu. Nào, cười. Đấy. Bây giờ cái bên này nhìn thấy lợi đây, hàm đây, nhưng bên này nó bị cúp vào trong này, đúng chưa? Cái này cái chân răng còn nhìn thấy trắng cả cái chỗ này đây. Há. Cười. Đấy, nở chưa? Nở cái răng bên này chưa? Mà bên này nó đầy đặn hơn chưa nào? Rồi ạ. Đó, bây giờ nào ra chỗ này chút nữa nào. Khum cái môi xuống, ngậm vào. Đúng rồi. Đúng rồi. Ôi, nó lên, nhìn thấy luôn. Đúng. Nào, cười. Thấy chưa? Rồi ạ. Đúng rồi. Cười to nữa xem nào, đúng rồi. Nhưng mà đây là cái răng cửa này bị trũng xuống nha. Cái thằng này vênh lên nhưng thằng này trũng xuống nha. À, bây giờ lên cái thằng răng cửa nào, ngửa hết lên. Lên này.
Nào cười. Nhà lên chưa? Rồi đã bị trũng ở giữa chưa? Đúng, con đang định đi niềng răng nhưng mà chưa đủ cân. May trả quá. Tiền niềng răng đây nhá. Trả tiền niềng răng nhá, và mẹ trả thêm tiền niềng răng nhá. May quá. May là chưa đủ cân đấy. Nói chị lại bảo là ảo. Không thật. Nào nhìn em nào. Răng xinh chưa? Rồi ạ. Tại cái bình thường là nó hay bị trũng vào trong ấy. Ừ. Đâu nó cân ra. Đấy, thích không? Thích. Này. Thấy chưa? Cười vừa mới nhìn thấy răng khảnh đây đúng không? Bây giờ lên cái bồn má nữa này. Tạo má bầu vĩnh này, điệu sinh này, là đỡ thâm cái mắt này này, bé nhưng mà đã mắt bị thâm thâm trũng trũng ở đây này, ngập. Nhìn, nhìn đỡ gầy chưa? Rồi ạ, chỗ này ấy ra đúng không? Ừ, bầu vĩnh nha, như má em bé, ngập nào. Đầy chỗ dưới mắt này này. Nên cái mũi nó lại cao lên này. Nhìn đi, nhìn cái mũi cao lên chưa? Đúng không? Vâng. Thêm chỗ này lên tí này. Thêm lên. Ừ. Chưa mượt mà rồi chưa? Bây giờ có cần cái mũi nó cao lên thêm không? Có. Bây giờ nhìn này nó vẫn là hơi bị trúc xuống nhá. Bây giờ mình vừa cao vừa nở cả cái sườn mũi, sống mũi này này. Mũi hơi bị lệch. Nó hơi bị ngả sang bên này không? Đấy, nhìn này cao hơn chưa? Vâng. Đúng không? Đúng ạ. Tưởng là làm gì có chuyện. Đó, nhìn thấy sống mũi nở nang hơn nữa chưa? Vâng. Đúng không? Có. Bây giờ lại cho cái mắt này nó lên tí nữa, lông mày lên tí nữa này. Đó. Mắt nó to thêm. Đó, nào con nhìn nè. Thấy không? Có, lại to hơn. Lại to hơn. Mắt bên này của con bị sụp mí mà giờ nó lên luôn. Lên luôn cả mí. Nào. Đây là chỗ này nên nữa này. Thế là mắt nó sẽ không bị thâm nữa, nếu không nó trũng ở hai phần dưới mắt này này. Nó hơi bị thâm này. Rồi. Chỉnh quá. Cười to ra. Chỗ này sẽ lên một tí này. Điệu không? Môi dưới là điệu không? À, mẹ gọi này. Mình nghe xong được.